You know, for you newbies, the guy with the broken leg is not from China, okay? Do not be scared. Mấy cái người mới tới, I mean, this is very weird China class. Over the years, you eventually get used to it. Mấy người mới tới, nhắc họ là thầy nhắc họ là đừng có sợ. Cái ông mà chân nó bị gãy đó, là nó phải từ luyện thiền đó. Yeah. You know, this is the only place that has a time class where we let children run around, you know, during, before and after the time class, in class, outside class. Đây là cái điều duy nhất mà để con ít nó chạy loạn sân ngầu hết. Trước khi học cũng cho chạy, trong lúc lớp thiền cũng có chạy, sau lớp thiền cũng cho chạy. Why is that? Because that's how we brainwash them. Đó là cách chúng tôi nhồi sọ chúng nó. You know, just think about it. You let your children, you know, you sit there and meditate and you see a boy walking in, looking around, you know what's going to happen to him the rest of his life? One day he's going to wake up and say, oh my God, I better meditate too. You see that? Because all these adults meditated, therefore must be important. So when đứa con nít nó chạy vào, nó đi lăng nhăng, nó phá cái lớp thiền mình, thiệt ra mình tạo cái ấn tượng nó rất là sâu đậm cho nó. Sau này trong một lúc nào đó trong cuộc đời nó sẽ thiền, tại nó thấy mình thiền rồi. They saw us adults meditate, therefore someday they too will meditate. That's why I call brainwashing, subtle child brainwashing. Đây là cách chúng tôi nhồi sọ những con nít. In fact, before I forget, we are coming up with new series to educate people more about Chan. Chúng tôi đang bắt đầu làm những cái công tác để mà truyền bá cái pháp môn thiền này. And the theme, because you Westerners, the people in the West only know meditation as mindfulness meditation. Để cái người Tây Phương á, sư Tây Phương, như là Âu Châu, xứ Mỹ rồi nọ, ngay Việt Nam của Mỹ, Vietnamese and so forth. They think of, cứ nghĩ là thiền chỉ là chánh niệm thôi. And when you talk about mindfulness meditation, everyone talks about breathing. Và khi nói chánh niệm, ai cũng lo đếm hơi thở. Okay, the count breath. And for us, my young people, I kind of chuckle. Này, người thầy dạy thiền, thầy cứ mấy người thầy mới dạy thiền mà cứ đếm hơi thở, thầy cứ tủm tỉm thầy cười. Because meditation is so many ways to meditate, and so many important methods of meditation. Cái thiền nó có rất nhiều cái pháp môn rất quan trọng để mà thiền. Okay, and counting your breath is only one of a million of them. Mà đếm hơi thở, sổ túc chỉ là một trong cả triệu cái pháp môn thiền. Okay. And after the last 40 years, 20 years I've been learning meditation. Every time you hear someone teach meditation, it's always breath counting. Mà thầy cứ thấy là 20 năm thầy học thiền rồi đó, dạy thiền rồi đó. 10 năm dạy thiền, 20 năm học thiền, 10 năm dạy thiền rồi. Thấy mỗi lần ai mà dạy thiền chỉ là toàn là đếm hơi thở không à. It's got to be something better. So that's why you have a theme called Beyond Mindfulness. And you go here and we make fun of it and share you with our Chan perspective. Why do we want to learn many different methods of meditation? Tại sao mình nên học nhiều phương pháp môn thiền khác nhau? Okay, and this is part of the slideshow I want you to come up with. Okay, I'm glad you're here. Okay, because we should have a slideshow with interact music, you know, like Ravel or something. I don't know. And then, you know, why is that when you learn meditation or mindfulness meditation is always like breath counting? Mình câu đề mục đó là tại sao mình học thiền chánh niệm là mình cứ đếm hơi thở hoài. Okay, and you realize that, and I want to show a picture of roofing nail, this, you know, roofing nail with asphalt shingles.
No? And then you have a nail for tiles, it's this long. Cho cái hình là hình của cái đinh mà đinh đóng mái nhà, đinh đóng ngói nhà. Okay. And each nail requires different types of hammer. Yes? Of those who are into roofing at all. Cái gì biết? Because I've been trying to fix the roof of my church for a year now and it's still not done yet. I'm really getting frustrated. Learning more about roofing than I care to learn. Tại vì chùa mới mình cái năm trời sửa cái ngói nóc nhà mà sửa chưa xong nữa. Mà nó học hỏi nhiều về ngói lắm, về nóc nhà lắm. So this roofing here, this thing here, you use a different hammer from a roofing like this, right? Roofing nail like this. Nên cái vị để ý, cái đinh loại đinh ngắn thì dùng cái búa nhẹ thì không sao. Đinh loại dài cần cái búa nó nặng hơn một tí. So you use different tools for different purposes. Cuộc đời này cái vị sai gì phải dùng cái những cái dụng cụ nó khác nhau. Okay, sometimes you use a hammer, sometimes you use pliers. Okay, sometimes you use a light hammer, sometimes you use a heavy hammer, and you don't use your fist unless you're Bruce Lee. Okay, mình lúc mà dùng cái búa nhà, lúc búa tạ, mình không bao giờ dùng cái đấm tay hết, trừ phi quý vị là võ sĩ. Okay, so this is the same thing. Meditation is the same thing. See what I mean? Every weekend, it's like this. And you know, it's brainwashing. The other temple, they said, no, don't let children in because, you know, they're disrupting us. No, this is our chance to brainwash them. Look at that. They don't know what's happening. He says, why are you meditating? He says, see that? I assure you, in the future, she too will meditate. Because it's right there. These images, people. Or Ruta, what happened to him? See? It's very lasting impressions. All right? So talking about, you know, you want to learn different methods of meditation because some work better at different times. Tại sao mình muốn học cái thiền? Chúng ta đại thừa là nhấn mạnh để học đủ cái loại phương pháp thiền. Tại sao vậy? Cái mỗi phương pháp thiền nó có cái hiệu dụng nó khác nhau tùy cái thời điểm. Okay? Sometimes better to do breath counting, như khi đếm hơi thở nó rất là tốt. Sometimes you better off reciting a mantra, nhiều khi tốt hơn là tụng cái thần chú. Okay? For example, ví dụ, you go to a cemetery to meditate. Khi đi vào cái nghĩa địa mà thiền. Okay? And you find yourself not be able to concentrate. Mọi người như thiền khó khăn dễ sợ lắm. Okay? For example, let's make it very personal. Mình nói một cách trắng trợn đi. If I were to go to a cemetery to meditate, nếu như thầy vào nghĩa địa mà phải ngồi thiền, because I have to wait for my wife. I mean for other people. Mình cha cái vì phải đợi vợ mình. Okay? You don't want to be there, but you have to wait for your wife to go and offer flowers, whatever. Mình hàng như vào ấy. Sau đó nghĩa địa tại vì chở người ta tới cúng hoa cho cái nghĩa địa đó. You sit there in a cemetery and try to do breath counting. Khi vào cái nghĩa địa, or let's say it's a hospital, hoặc là vào cái nhà thương. You try to do breath counting, hoặc khi ngồi trong nghĩa địa nhà thương, và khi vì dùng cái sổ túc đó, những cái have a heck of a time. Khi vì khó khăn dễ sợ. All right, try it and you see. I don't recommend you do this, but this is what I try. If I go to cemetery, I would recite a mantra. No, it's called the Shrunga mantra. Như cha hàng khi thầy vào nghĩa địa đó,
thầy tụng thầy thầy á, cá nhân thầy thầy sử dụng tụng tụng chú lăng nghiêm. Because that will work a lot better than breath counting. Tại trong cái nghĩa địa mình tụng chú lăng nghiêm, thầy mà tụng lăng nghiêm thì dễ chú tâm hơn là sổ túc. Okay. If I recite the Buddha's name hoặc là tụng cái hoặc là niệm Phật, will be much better than breath counting because you're gonna have a heck of a time trying to concentrate in your breathing. Okay. Tại cái ngồi trong nghĩa địa mà ngồi mà đếm hơi thở, nhìn hơi thở lên, nhìn hơi thở xuống đó, phòng sẹp đó, nó khó mà chú tâm. Đó. Because it's very noisy, like when we were sitting here, and our neighbor from Hong Kong, because they speak Cantonese, I imagine, therefore they're from Hong Kong, he blasted his radio thing in Cantonese. Hồi nãy mình đang ngồi thiền đó, thì ông láng giềng, ông bật cái radio nói cái Quảng Đông rất 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 là ồn ào. Okay. It's still noisy. Okay. Okay, and this is where you monks and nuns are not supposed to sit there and look pretty, look so adorned. You go and you close the windows. You go, if it still doesn't work, you go to the neighbor and say, please, we have a meditation class here. Would you like to join us? If you want to, you don't want to join us, would you kind of lower your radio a little bit? It's not my job to do that, okay? Yeah. Anyway, so you go to cemetery, it's better to recite the Buddha's name. For me, I recite the Buddha's name, I recite the mantra. Nhưng vào nghĩa địa, thầy sẽ tụng sẽ niệm Phật, tụng chú lăng nghiêm. I go to a hospital, vào trong nhà thương, okay? I will recite the Buddha's name và nhà thương thầy tụng cái niệm Phật, or I recite the Great Compassion Mantra, hoặc là tụng chú đại bi. Okay, that would be much better than breath counting. Nó có hiệu nghiệm hơn là đối sổ túc. Okay, try it, you see. Thì thử cái việc thấy. Okay, experiment. And that's why when we meditate, we should know and try different meditation methodologies. Tại cái lúc mà thiền nên học nhiều cái phương pháp thiền khác nhau. Try them out. Try them all. Okay. Because you find out that some works better at different times, different places. And khi vị càng biết nhiều pháp môn khác nhau thì sẽ khám phá rằng mỗi pháp môn nó có hiệu quả nó khác nhau, nhiều cái nó hiệu nghiệm hơn tùy cái thời gian, tùy cái địa điểm. Alright? So in a chan meditation, the HuaTou is one of the famous meditation techniques in Mahayana meditation that very few people, very few teachers teach it anymore. Cái tham tọa đầu là cái pháp môn mà bên Đại Thừa, Thiền Tông Đại Thừa nó rất là nổi tiếng, ít người dạy. Okay. It's because the meditation teachers don't understand HuaTou anymore. Tại vì những người thầy dạy thiền không hiểu cái tham tọa đầu. Including my masters, my late Chinese teachers, pupils. I can't think of anyone who teaches HuaTou. The last 20 years I practiced their dharma. Thầy không biết có người nào ở trên cái hệ thống đó mà họ dạy tham tọa đầu luôn. 20 năm vừa qua thầy học cái pháp môn của họ. Okay. So therefore to the newcomers and so HuaTou is a sort of like we talk about it to demystify it. Nên chúng tôi dạy cái tham tọa đầu nhiều cái chi tiết một tí để cái vị thấy nó không có gì mà ghê gớm đâu. It's another meditation technique. Cái tham tọa đầu chỉ là một cái pháp môn thiền khác thôi. It's no more, no less. Okay. In the spectrum of Mahayana meditation techniques, trong cái
trong cái những cái pháp môn của Thiền Tông Đại Thừa đó, HuaTou is up there. Thì tham thọ đầu pháp môn đó, because it, you can get very far with it. Okay, cái tham thọ đầu and quicker. Tham thọ đầu if you know what to do. Tham thọ đầu cái pháp môn mà nó liệt vào cái hàng cao. Not the highest. It's not the highest. Okay. Not the most powerful, but it's one of the more powerful techniques. Không phải cái năng lực cái nó năng lực nó mạnh nhưng đều không phải là mạnh nhất, nó cao không phải là cao nhất nhưng đều là khác liệt hàng ưu tú. Okay. And don't be afraid of it. You should try it. Quý vị nên thử, đừng có sợ. Okay. Try them all. There are many ways to practice HuaTou, nhiều cái tham thọ đầu khác nhau, quý vị có thể thử. But the Chan practices, or from whether it's Chinese or Korean or Japanese, they made a big deal out of it. Để về người Á Châu mình, người Nhật hoặc là người Đại Hàn, người Việt Nam hay là người Tàu đó, cứ coi là tham đầu chuyện ghê gớm. It's not. It's that's why I decided to demystify it for you, and this is a third lecture on that. Maybe in the future, we put together a series of short video clips to explain to you what the HuaTou is and how to practice some of the HuaTou. Okay. To demystify and encourage more people to practice, to help more people understand and widen their understanding of Chan meditation. Để mình giúp đỡ, ta hiểu, giáo dục cho cái người Tây phương biết cái những pháp môn thiền của Thiền Tông mình, Đại Thừa mình. Okay. So I don't want to repeat myself. We can refer to lecture number one, instruction talk number one on HuaTou, number two, and we continue now to talk about last time we talked about some of the techniques. So we recommend that you should try the HuaTou called Who's Mindful of the Buddha's Name, and then we talked about very very famous HuaTou. When you contemplate the question, what is the original face before you were born? Thì tuần trước mình giảng về bắt đầu hai pháp môn khác nhau người niệm Phật là ai, với là cái bổn lai miệng mục mình là gì trước khi mình sanh. Okay, and let me remind you what is the HuaTou. For the sake of the newbies, the newcomers, với những người mới tới ngày hôm nay, thành thầy nhắc cho quý vị biết, HuaTou is a meditation technique where you contemplate a question. Thì cái tham thọ đầu á, thì với mấy người mới tới thì nhắc cho họ biết tham thọ đầu á là chỉ một cái phương pháp thiền. Mà mình ngồi mình tham thiền, mình quán một cái câu hỏi. We contemplate a question that interests you. Mình quán một cái câu hỏi, một cái đề mục mà mình thắc mắc tò mò. You're curious about. Alright? So for example, you contemplate. What does contemplate mean? Quán nghĩa là sao? You keep this question. For example, who's mindful of the Buddha's name? Yeah, như ai là người niệm Phật? Okay, you keep this question in your mind. You think about it. Who's reciting the Buddha's name? Who's mindful of the Buddha's name? That's all. And other thoughts will arise, and you ignore that. That's what contemplation means. You're not supposed to think about it or try to understand it. You just focus. That's what contemplation is. You focus. You zoom in to this question. This one thought only. And quán có nghĩa là không phải quý vị ngồi đó mà suy nghĩ. See, I was confused when I first started meditation. No one ever taught me this.
People talk about contemplation, and no one explained to me what this contemplation means. Có nhiều người lúc học thiền, cái việc thiền mà đại thừa, người cứ nói quán hoài, mà không ai dạng gì quán là cái gì hết đó. Quán rất giản dị, quán là gì? Nghĩ tới, để ý tới một chuyện thôi, đừng có suy nghĩ. Không phải, contemplation does not mean you try to think, you try to understand. Contemplation means you only look, contemplate, okay. One thought, giữ một cái tư tưởng trong đầu mình thôi. Quá một cái tư tưởng. Is that clear? Okay? That's what contemplation means. Quán là như vậy đó. Chỉ giữ một tư tưởng trong đầu mình thôi. And number two, so you contemplate a question. Thứ nhì là quán. Thứ nhất là quán. Thứ nhì là một câu hỏi, một cái đề mục. What is that you curious about? A question is that you want to understand. Okay? But you cannot. If you keep on thinking about it, you will not be able to come up with a solution if you think about it. Thứ nhì là cái câu hỏi. Câu hỏi, tại sao câu hỏi? Câu hỏi là một cái gì mà quý vị thắc mắc, vấn đề quý vị thắc mắc. Mà nếu quý vị dùng cái óc quý vị mà ngồi với suy nghĩ, thì quý vị sẽ tìm được cái giải đáp không được. For example, if you try to understand this question, who's mindful of the Buddha's name, what, you know, and try to understand the question, because that's what you do every day, you try to understand. Tại nếu quý vị muốn hiểu như thường ngày, quý vị cả ngày quý vị làm muốn hiểu, yes, Brady, you want to understand what is this about, right? No! If you want to understand what's about and you try to understand it, you will not be able to if you contemplate a HuaTou. It's not possible to get an answer through reasoning, through comprehension. Cái tham tọa đầu có nghĩa là nếu quý vị dùng cái trí thức quý vị để mà hiểu, quý vị không thể nào hiểu được. Cô dì tím có hiểu không? Cái thiền nó đặc biệt lắm, rất là lạ. Ok, đây là một cái phương pháp niệm Phật mà rất rất là cao. Ok, là mình không thể nào suy nghĩ được, mà suy nghĩ không thể nào hiểu được. So what happened is that is why when you contemplate this HuaTou, you don't try to understand the HuaTou. Is that clear? Thằng khi bị quán cái hoài đầu á, không có nghĩa là cái bị đòi hiểu. You only keep the question, that one question in your mind, that's all. That's the process. It's that simple. Thành ra cái bị quán tham vào đầu là tìm giữ cái câu hỏi trong đầu mình thôi, chứ đừng có đòi hiểu. Then the thought, the mind, your thinking mind says, wait a minute, mindful, what does it mean? Yes? Rồi cái óc cái vị tự động nó đòi hiểu cái chánh niệm là cái gì. He said, that's not necessary. You just keep to that one question. Doesn't matter what it means. Let the other part of your intellect take over. Don't condone your natural propensity to keep on thinking and try to come up with intellectual answer. That's what you do every day. And we do not try, and that's not meditation. Not at all. Okay? Thành cái vị khi mà quý vị thành là cái vị khi mà có một cái thắc mắc câu hỏi, quý vị tự động cái óc quý vị, óc suy nghĩ quý vị nó nhảy vào ngay, thì quý vị chặn nó lại, không được suy nghĩ. You don't think about it. You just keep that question in mind. One thought only. Keep the question only. Is it clear? If someone explained that to me 20 years ago, I would be enlightened by now, I think. Because 20 years ago, I sat there and I thought, mindful, what's mindful? Is this they said this is a Buddha recitation technique. How come? And I sat there and I thought and thought and thought and tried to understand why and what and how. No, very simple. Just keep that thing, one question in mind. Okay, and don't think. If your cursy thoughts arise, ignore them. Okay. Thành nó giảng gì như vậy đó. Đừng có đòi suy nghĩ, đừng có đòi hiểu. Như cô dì tính ngộ suy cái này hay lắm nha. Cái này ông Vĩnh Hoang nói, cái này pháp môn hay lắm. Because that lady, I know she's the intellectual type. She sits there and she says, wow, I know Master YongHua says this is very high level chant meditation technique. I don't see why it's so high about it.
Okay? Don't do that. Okay? Is it clear? Yes. Không, niệm Phật, cái này là câu hỏi con. Niệm Phật chỉ là mình niệm Phật thôi. Cái này là nó dùng cái thắc mắc của cái đầu mình đó, cái bản tính mình là thắc mắc đó, thành đặt cái câu hỏi đó. Remember, the key is a question. You see the question mark here? See the question mark here? It's a question. Okay? So it is a topic. This is something that you ask yourself because you don't know what it is. Mình câu hỏi này tại mình hỏi những cái mình không có biết. And if you ask the question that you're wondering about, you cannot get the answer by thinking about it. That's the whole point. Okay? Tại cái này là một cái đề tài, thành cái dạng đó là câu hỏi. Mà quý vị dùng cái trí thức quý vị, óc quý vị để mà suy nghĩ không ra. It is no way for you to use your thinking mind to come up with a solution for this. It's not possible. This is the genius of the Chan teachers. Đây là cái đặc sắc của cái những cái vị thiền sư, cái câu hỏi, cái điều mục khiến quý vị thắc mắc thôi. It's designed to pique your interest. Cái này nó khiến quý vị thắc mắc tò mò thôi. That's what it's about. Okay? Or you go to the next thing. What is the original face before you were born? You think about this topic, very, very famous topic. There's no way for you to come up with an answer. Okay? Some would come up and say, oh, I was probably a cyclops. And then it starts moving over here, and another eye grows. And then we have filled up with eyebrows, the nose. Well, it grew taller and taller and taller until it got to be this tall. You cannot know, okay? It's not possible to conceptualize it with your thinking mind. The answer cannot come with the thinking mind. Thành ra khi vì mình chỉ quán cái câu hỏi thôi đó, thì óc suy nghĩ cái vị tự động nó nhảy lên. So what happens? You contemplate this question here. The thinking mind arises and says, stop it. Thành ra lúc quý vị quán cái đề mục này thì cái óc mình bắt đầu nó suy nghĩ. Như cô gì tiếng thằng đó mình nó chặn lại, ngừng lại. Ok, stop it. Stop thinking. Đừng suy nghĩ. That is meditation. Đâu là thiền. Is that clear? It's so clever. It's so beautiful. It's genius. Hay gì đó. Nó khiến mình phải ngừng suy nghĩ mới tìm được cái câu hỏi. You cannot find the solution, the answer, unless you stop thinking completely. Can I? And you will find the answer. It's possible to find the answer. Mình có thể tìm được cái câu trả lời nếu như mình hoàn toàn ngừng suy nghĩ. Let me repeat. The whole nature of HuaTou, the answer to these, all, any of these HuaTou, you can find the answer yourself. If you stop thinking completely, it will come to you. So until that comes to you, you stop there, you sit there, you stop all these thoughts. You say, the thought arises, no, another thought arises, forget it. What's for lunch? Never mind. Okay? Mình ngồi mình cứ chặt. You see that? Any thought arises? No. Nip it in the bud. You know what this is? Rose nipper. Never mind. No one gardens anymore. You guys are so boring. I don't garden, by the way. Anyway, okay. Any question? Quý vị thấy không? Có hiểu, có thắc mắc gì không? It's that simple. And because of when you sit there, you contemplate a question, khi mình ngồi đó, khi mình quán, the nature of the mind is fantastic. Rồi đó khi mình ngồi, khi mình quán tham vào đầu như vậy đó, thì quý vị để ý, what's going to happen is that if, as you practice a little bit, you find out it actually something really funny happens. Thì quý vị ngồi, quý vị tham thiền, quý vị bắt đầu để ý một cái chuyện nó xảy ra rất là đặc biệt. Only in
In Hoa Thổ, chỉ có bên Tham Tài Độ mới thấy chuyện này thôi. What is it? Là gì vậy? As you sit there, you're able to have fewer and fewer discursive thoughts. Okay? Cứ ngồi đó mà càng ngày càng bớt, bớt cái suy nghĩ rồi. You realize that as you contemplate the question, every time you say, what is my original face before I was born? Quý vị đang ngồi đó mà quán cái bổn lai diện mục là trước gì là cái gì? And every time, mỗi lần mình mà hỏi, every time you maintain that thought, every time you rise, let you have that thought arise in your mind. Mỗi lần mình, see, that's what you do. You sit there. What is the original face? My original face before I was born. What is my original face before I was born? That's what you do. Is that clear? Ngồi đó mà lập câu hỏi thôi. You repeat the question in your mind. One question only. That one question. Ngồi đó mà cứ quán cái đó thì mình cứ lập cái câu hỏi đó thôi. Okay? And you feel find out. Quý vị sẽ thấy. What? Every time you ask a question, mỗi lần quý vị hỏi câu hỏi, it's like drilling deeper into your ignorance. Mỗi lần quý vị ignorance, you're warming. So it feels like you get deeper and deeper and deeper and deeper. Or sometimes you're so sleepy, it's like you're spinning your wheels. And then, like your drills, anyone ever used a drill before? It doesn't, Brady, huh? You're drilling a hole in the wood and suddenly you hit cement. It just drills and it overheats, that's all it does. Yes? Yeah. But if you notice, you pay attention, you see it has a drilling effect. Then look at your white boy. Every time you ask a question, you know, as you get going, you realize, wow, actually has a drilling, a boring effect. It's kind of cool. Đặc biệt lắm, quý vị tu thời gian nó thấm rồi, quý vị thấy. Mỗi lần mình đặt câu hỏi như vậy, bỗng nhiên thấm nhìn giống như là mình cái máy mà nó xoáy, máy xoáy, nó xoáy vào thế. So you drill deeper and deeper and deeper and deeper. That's how it feels like. Sự cảm tưởng như vậy. Yes? Anyone experience that? Oh my God. And you do that. Okay? Step number four. What happened is that eventually something called doubt. Thì cuối cùng cái nó khởi lên là cái nghi. Well, naturally you keep on asking the question. Eventually, only one question left. And then eventually, the doubt arises because of the question. It's a question which will generate doubt in your mind. That's what they call doubt. The state of mind is called doubt. Làm sao này, cái trường cái thứ tư, cái phương diện thứ tư là cái gì, có cái nghi. And then the, all you have in mind, but who's deciding, who is it? Who is it? Who is it? Who is it? Become violent. I cannot express it. I'm not violent by nature. So I can't express it to you. At least I like to think I'm not violent. My disciples think otherwise. But become so violent, so obsessive, they become something called doubt. Từ đó, đó là cái việc cần tu, cần thấm, lúc nó thấm rồi, trở thành một cái nghi đó nó mãnh liệt dễ sợ. It's so ferocious, so fierce. Who? Okay? Who is it? I am it. You got that? Once I describe it to you, say, oh, I don't need to practice HuaTou. I know it all already. Giảng nhiều quá, cái gì cuối cùng nghe xong, tôi biết tu tham tài độ, không thèm theo, không thèm tiêu nữa. No,
explain to you, to encourage you to experience it yourself. Mô tả thì quý vị biết là quý vị tập càng tò mò. I describe it to you to pique your interest, your curiosity, so that you do it. You see, and you to prove that I'm wrong. I've just been pulling your legs all these years. Nói cái vị để mà thách cái vị để mà tôi quá nè, để chứng minh ông thầy này chỉ là gạt mình thôi. Ông thầy chỉ dạy tầm bậy, and the master only teaches these weird things, and I finally have the proof. He's full of it. Okay. Có gì tính? It's easy to say, but for me it's very difficult to practice like that. So yeah, it's not easy. Yeah, it takes time. It takes time. I try to do so, but it's very hard. Yeah, yeah. Because no one taught you how to do it. No one spell out for you what's wrong, the wrong way to do it. They say do HuaTou. They don't tell you what you should not do. Người ta dạy thiền cái vị nó tham tọa đầu, chỉ dạy cái vị tham tọa đầu thôi. Không ai dạy cái vị không nên làm cái gì. I'm teaching you the opposite things. I'm teaching you what not to do, so that what's left is only the right things to do. Okay? Nếu cái vị theo dạy cái vị thiền, dạy cái vị cách là không nên làm, nhưng mà cái vị biết cái gì không nên làm thì chỉ còn lúc cái vị làm chỉ còn làm cái đúng thôi. Okay? Alright, does it help? Now, and if now this doubt becomes so consuming, cái nghi là nó trở thành nó nặng nề, because it bothers you so much. You don't care about eating, you don't care about sleeping, you don't care about your girlfriend, okay? It's all consuming. And that's how you become enlightened. You break through this doubt. Nó cái vị nghi vấn nó nặng dễ sợ, cái vị không còn muốn biết cái gì, chỉ muốn biết cái trả lời thôi, không tham ngủ, không tham ăn, không tham gì hết nữa đó. Thì mà giữ đủ thời gian tự nhiên nó bể, cái nghi nó bể mà you break the doubt, and that's how you become enlightened. That's when the answer comes. Lúc đó cái vị biết cái trả lời, you know the answer. Yeah, cool. I think this is the first time ever that an Asian guy explains HuaTou this way. Okay. Cảm đoan cái lần đầu tiên mà ông thầy mà mắc khí mà giảng tham thái đầu cách như vậy. Okay. Because it's better to make it, you know, so mysterious so that you're so afraid of it. And say, wow, this is so advanced. It's not for me, you know. Yeah. I'm a HuaTou teacher, therefore I'm an advanced meditator. Heck no! Just one more method. And nói cho quý vị đừng nghĩ nó nghe là ghê gớm dễ sợ, để quý vị sợ ông thầy là giỏi. You know, phương pháp thiền thôi. It's another method. Yes, ma'am. How long would that take? How long what? How long would it take until the doubt becomes so big? It depends, it varies from person to person, correct? Well, it's too much information, because the doubt here, doubt actually, some people, the doubt is small. Actually, when you get to the doubt, some people see the doubt is small. And sometimes if you see the doubt is big, and then sometimes bigger like this, that's when you get the fifth ground. Okay. So this big, okay, something like that. But then you want to be higher, it has to be bigger. Okay, so it depends. It depends. But don't worry. Don't worry. Depending what the level, depends on the conditions, the size of the doubt, you can feel the size of the doubt. But that's too much information. And don't worry about it. When you get to the doubt, okay, you're almost there. Keep it up! Don't worry. Don't stop! Okay? You can come and say, hey, YongHua, you're right! It's okay. And I say, oh, thank you. Okay. Yes, give me a call when you get to the doubt, okay, please. At least I know I haven't pulled your leg. Yes. Do you have to generate in one session, or you can do it
Could be one session, half an hour, could be 3 years, could be 30 lifetimes, who knows? Who cares? Just do it, it's so fun. He said, you guys are too greedy. He said, give me a meditation technique that will help me become enlightened. There's not such a thing. I don't know such a thing. If I did, he'll have to pay for it. Okay? Just learn. It's a part of the fun of discovery. Help toy. Okay? And do it. It's fun. It's very rewarding. Chỉ làm thôi, đừng có đòi. Don't say, well, how much longer before I can succeed? I don't know. Okay, if I knew, I'd be, you have to pay for that information. Đừng có nói, tại sao chỉ bao lâu con mới thành công, được con mới tham thiền xong. Thầy nói, thầy biết rồi, thầy quý vị phải ra tiền, thầy mới nói, giỡn thôi. If I knew that kind of secret, you have to pay for it, yes? I wouldn't be teaching it for free, or never. I assure you. Nếu mà thầy biết chắc chắn là thầy không cho miễn phí rồi, okay? You get what you pay for, let's face it, okay? Tiền nào của đấy? Alright? Question. Thầy mang gì hả? It's cool, it's fun. You should try it, okay? Now, the one more thing. So what happened in the HuaTou is that each HuaTou is actually a condensation of an event, of a story. So it's kind of, thằng kêu tham, cái thoại đầu là một cái câu chuyện. Cái câu hỏi đó thiệt sự là nó tượng trưng một cái câu chuyện, cái sự đàm thoại giữa hai cái người thiền. Okay? So what happened is a story, actually, it's a story itself. Đây là một cái câu chuyện. Okay? Why? What happened? So the last time we explained to you the origin of this question. The HuaTou called, what is my original face before I was born? Okay? Cái câu đàm thoại, thoại đầu nó tuần trước mình dạy là cái bổn lai diện mục mình là cái gì trước khi tôi sinh đó. Okay? Thì cái đó, cái câu chuyện như vậy. Now, this week, I'd like to tell you this one of my my favorite. Okay? What's the sound of one hand clapping? Okay? Cái này một cái thoại đầu tôi thích là gì đó, tiếm một tay vỗ là gì? Okay? And what's the story behind it? Câu chuyện là gì? Oops! Chinese! Xui quá, tiếng Tàu thôi. Okay. What's the story behind it? Okay, cái chuyện là sao? In the past, there's a very fair and famous Chan master. He still called Mokibi Ting Shu no Ting. And he had so many pupils studying, practicing under him, learning meditation under him. They call Nhiều Thiền Sư Nổi Tiếng, they call Nhiều Thiền Sinh Tới Học lắm. And among them, there's a boy. Có một cái đứa trẻ, đứa con nít. And he saw how the Chan master teaches his pupils. And you know, kids in the temple, you see, we allow them to walk around, make a lot of noises, but we don't teach them. Okay. Con nít chỉ cho nó đi chơi, chứ không dạy nó. And the boy says, but I want to meditate. Thằng con nít mới nói, tôi muốn thiền. Yeah. I want to learn. So the boy has the guts. He's a very gutsy boy. Đứa con nít nữa, nó không phải là con nít nữa, nó gan, gan dạ. He went and made an appointment to see the Chan master. Okay. Hẹn gặp thầy hiền sư. He says, Master, I would like to meditate. Please teach me how to meditate. Nói, thầy ơi thầy, thầy dạy cho con thiền được không? Hi, Anna. Okay. You perfect timing. Now we continue from last week. You miss hardly a thing. Excellent timing. Ah, impressive. So he says, this boy here says, I want to meditate too. How come you discriminate? Nó nói, vào nhỏ nó vào, nó than phiền, nó trả thầy dạy người lớn mà không dạy con nít. So the master says, thầy sư mới nói, you know, it's hard work. It's not like you can play video games on the iPhone on your cell phone, and you know, and it's not like playing a game on the cell phone.
cái này là làm tu cực khổ như vậy vui chơi đâu, ok, không phải đi chơi được nữa. Are you willing to do that? Dám làm không? Nhỏ nó, yes, được chứ, sợ gì? I meditate, I want to learn meditate, ok. Nó nói được, sẵn sàng. So so thành thiền sư nói, giỏi, impressive. Nhưng thiền sư vuốt râu, được. So he says, you know the sound, two hands clapping, yes. Thiền sư nói, hai tay vỗ, biết âm thanh nói gì? Boy says, of course. Nít nó chập, nó vòng tay lại nó, đương nhiên rồi. So the master says, so what is the sound of one hand clapping? And thiền sư mới hỏi, vậy cái một tay vỗ cái âm thanh nó ra sao? And the boy? Meow. Thằng nhỏ nó chững hững, nó ủa, một tay mới vỗ, nó suy nghĩ hoài thôi, có phải tiếng mèo không? Master said, thiền sư cái mặt khói với sự hãnh diện. The tri meditation master looks so happy. And the boy is so offended. Thằng nhỏ nó sùng như sợ. He says, give me some time. Thầy đợi con tí. She went away. Okay? She went away. Nó bỏ đi. Half an hour later came back. Nửa tiếng sau trở về lại. He says, and he made a sound. He made a sound of a flute. Phải tiếng sáo không? Dũng tiếng sáo không? Master says, thiền sư lắc đầu. So the boy thought about it. He said, he went to a place where there's no one around. Vào cái chỗ, đi xa thì cái xa tới chỗ ẩn như sao. And he figured that it's very unusual sound. Therefore, you got to go to a unusual place. Nó nghĩ cái chỗ cái âm thanh này rất là lạ, thành một tới những cái chỗ lạ, mình kiếm chỗ âm thanh. So you go to a strange place to look for a strange sound. Yes. Thôi, so he went to a strange place and he sat there and think and thought about what is the sound of one hand clapping. Ngồi đó ngồi suy nghĩ cái âm thanh của một bàn tay nó vỗ là cái gì. This is a boy, mind you. And he says, oh, he came right back to the child meditation master. Chạy về lại gặp thiền sư. Nó là, he made a sound of a frog. I don't know what the sound of a frog. Anyone help me out, please? Sound of a frog? Anyone? Sir? No? Wah wah, jing wah de, sheng yi shi shenme? Chứ cô gì tiếng có biết cái tiếng con cóc là tiếng gì không? Cóc kêu. Thì con nhỏ, thằng nhỏ rửa bài nó nói thiền sư nó tại nó nghe tiếng con cóc, nó chạy về nó dùng bất chước cái tiếng con cóc. Thiền sư cười. And the boy is so upset. Nhỏ nó giận dễ sợ. He ran away. What is that sound? Ngồi. Can you see the process? Quý vị thấy không? Thằng nhỏ nó sùng, nó bỏ nó chạy. It's all consuming. So I kept on thinking about it. Thằng nhỏ nó cứ suy nghĩ hoài. And it kept on coming back, trở về lại. Every time the master says, mỗi lần tới và đưa nó thiền sư, cho âm thanh thiền sư, thì cứ lắc đầu. 3 years later, 3 năm sau, this is why you practice HuaTou for 3 years. If you don't get enlightened, please stop. Okay? Thành cái việc tu tham từ đầu 3 năm sau. Cái lý do tại sao cái việc chịu tu tham từ đầu 3 năm thôi. Okay? 3 năm mà chưa giác ngộ, đổi pháp môn. Change HuaTou, change technique, whatever. I don't care, but change. Okay, for God's sake. I mean, for Buddha's sake.
Okay? 3 years later, he came back, walked into the Buddha hall, into the master's room, and what happened? The master took one look at him. Thiền sư liếc là nhìn thằng nhóc nó đang đi vào, gật gù. Before the boy could even open his mouth, trước khi mà thằng nhóc nó mở miệng nó nói rồi, thiền sư mở miệng, the master opened his mouth first and said, very good. Thiền sư nói, con đã thấy được cái âm thanh một tai hổ này. You heard it. And the boy says, this is American boy, okay? Thằng nhóc cũng gật gù, okay? And that's the story behind this HuaTou. What is the sound of one hand clapping? That a boy, mind you, beat you to it already. Thành đây là cái công án mà cái âm thanh bằng thanh vỗ là gì mà thầy nhắc cái vị nhớ là có đứa con nít đó, 9 tuổi, 10 tuổi, nó đã tham thiền xong rồi. A 10-year-old boy beat you already. Yes. Thì có cái câu nói rằng một tiếng qua tai, ồ đầy muốn thở, thì thế nào nó cũng ra chứ không có nín luôn. Got that? So now, this is why when people do the HuaTou, this is you only contemplate the question. Thành là quý vị tu tham tòa đầu này là quý vị chỉ quán cái câu này thôi. Is it clear? Anyone interested in doing this? Knowing there's a boy who beat you to it already. Okay, better hurry. Should you don't sit there and say, what is the sound of one hand clapping? Can I beat this boy? Forget it. Okay. Thằng nữ ngồi đó quá mà cái âm thanh một tay vỗ là gì mà mình có thể lẹ hơn thằng nhóc là được không? Okay. Right, Jerry. Don't say, hey, I'm only. How old are you? 6, right? 7. You 7 already? You have 3 more years, boy, to break through this thing here. Good timing. All right. Thằng nhóc này 7 tuổi, đúng rồi. Should get started, boy. Okay? More brainwashing. All right. Any questions? Yeah, cool? Okay. So that's the story behind it. Don't sit there and keep on going through the story. You sit there and you contemplate one question like the boy did. Okay? Thầy đừng ngồi đó mà suy nghĩ câu chuyện này. Đừng suy nghĩ. Chỉ ngồi để làm như thằng nhóc này. Chỉ hỏi câu, you ask yourself. Okay, that's what you do. Is it clear? It's cool. It's fascinating. Okay, one more thing. I want to learn because I don't want to go back to HuaTou anymore because I'm losing students left and right. The third class, only 2-3 people show up. Thầy nói thầy muốn nói thêm nói nhiều quá không ai tới nghe nữa. They get bored and say, "Oh my God, Master, teach something better." Oh well. What is enlightenment? Một cái thọ đầu khác. What is enlightenment? Who knows about enlightenment? Anyone knows about enlightenment? Ai biết giác ngộ gì không? Huh? Anyone? What is enlightenment? You do? Yes. He said, you understand everything? Anyone else? Anyone else? Giác ngộ là gì? Thầy giác ngộ tức là mình sanh ra cái mình vô minh, không biết gì hết, mình hiểu lầm. Giác ngộ là mình tỉnh lại, mình biết rằng những cái gì đều giả, và mình ý thức được rằng nếu giả như vậy thì mình phải tu hành để mà tìm cái thiện. Đó là sự, đó là tỉnh ngộ.
He says an awakening because you realize you're born stupid and you need to arise from your stupidity and be and open your wisdom. I mean, with all due respect. Okay, anyone else? Us. What is enlightenment? What is enlightenment? If you do that, you find the answer. You don't need to hear from me. Quý vị làm nó, quý vị sẽ thấy được cái câu trả lời. I don't need to explain it to you. Okay? If I explain it to you, you will not be able to understand. Nếu thầy giảng nghĩa quý vị hiểu không được đâu. I'll be blunt with you. If I explain it to you, you cannot understand. Nếu thầy giảng quý vị không hiểu được đâu. That's why I don't explain it to you. What's the point in explaining it to you if you cannot understand? It would be a waste of my time and your time. Thầy mà giảng quý vị cái giác ngộ là gì thì thầy chỉ phí thì giờ của thầy thôi. Tại quý vị hiểu không được. Okay? Alright, so the best way is do the HuaTou. What is it? What is it? Nó là cái gì vậy? Yes? If you're curious about enlightenment, nếu quý vị thắc mắc về cái giác ngộ là gì? Because you see this lady is that's wrong. Lady there, oh no, you're wrong too. Anyone else? You're wrong. What about you? You're wrong. Xin chê, what is enlightenment? You're wrong to open your mouth. Okay? Got that? Now, duck it. So what is it? Nó là cái gì? That's the HuaTou. What is it? 是什么? 是什么? Okay? Question. And then, you know, some of the Buddhists, you know, because we cannot ignore the Buddhists, you know, they do exist, at least one or two. Rồi những người mà nói là hiểu về Phật giáo, Phật pháp đó. Có gì nữa? Hả? Có một số người hả? Một vài người hiểu Phật pháp gì? It says that 10,000 dharma return to one, what is one return to? Vạn vật quy nhất, nhất quy hà trụ, hà xứ. Okay. Một vạn vật nó trở về một, thì một nó trở về chỗ nào? Okay? It's very Buddhist. And if you, and if for you non-Buddhists, you still, it's okay for you to contemplate this as well. Okay. Những người không phải Phật tử cũng quán cái này cũng được. Or you simply contemplate one. What is that one? Một là cái gì? What is one? What is one? Or one, 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 one. Mấy người mà lười quá. For the lazy ones like me, I prefer one, 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 one. Okay. Chỉ quá một chữ thôi. Một, 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 một. Okay? It really works. Questions? And I'm running out of time. Finally. Okay? And there's a story behind which is nonsense. I'm going to translate it for you. Okay? And also, and some of the Chinese teachers, they teach... there's a HuaTou here which I strongly caution you not to practice. Okay, một cái thoại đầu mà quý vị nhất mấy người Tàu thích dạy lắm á, mà thầy đề nghị quý vị không nên tu, không nên tham, is who's dragging this corpse around? Ai là người kéo cái xác này đi đây? Don't do this. Why not? Tại sao không nên làm cái này? Because a lot of people are depressed. You practice this, your depression ghost will come in and attack you and disorient you. And you will be helpless. Tại vì nhiều người trong cái thế gian, bây giờ cái thời đại mới này, rất nhiều người bị bệnh chán đời. Nhiều lắm. It's a lot more people are depressed than you think. Even the French. You can biết người Pháp đó. Okay, người Pháp đó. They're proud. When I was younger, I went to a French high school, and it's like very fashionable to say, oh, you know, j'ai le café. I'm depressed today.
It's as if it's so fashionable. You know, ngày xưa thầy thời của thầy học tiếng Pháp, ngài rất hãnh diện khi mà nói, ô ngày nay tôi chán quá, tôi có bị chán đời. It's so cool. Tôi admit that rẻ lực cà phá, tôi bị chán đời. Yes, thời cô có như vậy không? Thời thầy là như vậy đó. It's so cool. He says, I don't feel like doing. I rẻ lực cà phá. Okay. Now it's so pervasive, a lot more than you think. And that's why don't practice these things will make you very vulnerable. Not a good thing to do. Xu Yun recommends this, and Sheng Yan recommends this, but because they're Chinese. Don't imitate the Chinese. We in America do what Americans do. Okay? Người ta thích tham cái này nguy hiểm, đừng có tham. Thời đại đừng có tham. All right? It's not, don't go here, don't go there. It's not worth it. Okay? There are plenty of other HuaTou you can practice. You should choose a HuaTou that are a little bit safer. Okay. All right? So you see, in conclusion, the Chinese Chan master, the Chan masters are really geniuses. And the Indian masters still, they understand the nature of the functioning of your mind. That's why they devised this dharma called the HuaTou that will help you break through and see the real work, help you see the real workings on your mind. Thầy thành cái nó tóm lại kết thúc, thầy muốn kết thúc là cái tham tọa đầu là một cái phương pháp mà rất là cao minh, rất là khôn ngoan, và những cái tổ sư người Tàu, người Ấn Độ đã chế ra, tại vì giúp chúng ta thấy được cái tâm nó ra sao, cái tâm hoạt động ra sao. You need to see how the mind operates before you can see why the HuaTou is such ingenious. Cái vị thấy được cái tâm rồi đó, thì mình mới thấy được cái phương pháp tam toàn đầu nó rất là tuyệt vời. It's so clever, so unique. Okay, just do it like Mr. Nike says. Okay, I'm quoting a very famous person, Mr. Nike or something. Just do it. Okay, chỉ làm thôi. Okay, thank you. Let's go to lunch. Ah, no more HuaTou. Because I'm running out of things to say.